Trở lại Đông Yên vào những ngày giữa tháng 4 năm 2018, tức là sau 2 năm thảm họa môi trường biển mang tên Formosa, nỗi ám ảnh nơi chúng tôi vẫn còn nguyên vẹn. Khung cảnh vẫn không có gì thay đổi so với 2 năm trước. Vẫn những đống đổ nát ngổ ngang của những căn nhà bị đập trong dự án di dời khu dân cư. Biển trời ảm đạm vì những hình ảnh của những con thuyền chết tấp vào bờ. Vắng bóng những đoàn thuyền đánh cá từ khơi xa trở về tươi vui. Và hơn hết, không khí và biển ô nhiễm vẫn nguyên vẹn. 2 năm trước, số hộ dân còn ở lại Đông Yên vào khoảng 150 hộ. Nhưng hiện nay, con số đã hơn 200 hộ. Một số hộ gia đình cũ đã quay trở lại Đông Yên sống. Một số ít từ nơi khác đến lập nghiệp. Cha thì con ở lại trong xứ đấy á, là con trên 200 hộ, được 218 hộ thế nhá, là con ở lại đây, mà con trùng quanh nhà thơ thì có được gần nhà thơ thì chỉ có được 6 hộ nữa, còn cách nhà thơ đó thì vài 300 mét trở lên, thì là con 218 hộ. Ở đây họ nhà con ở lại đây thì trước đây cũng là sống về từ ông già chứ cũng sống biển làm ngư là làm nghề chài lưới, thì dưới đây đoàn con nhà con cho trả ra sau đây cũng là nhà con vẫn là làm nghề chài lưới, nhưng mà chài lưới thì là kể từ năm ngoái là mùng 4 tháng 4 năm ngoái á, là năm trước cái đây được 2 năm là năm 76 thì là bị sống có xả nước chết, thì rồi là cũng thời gian cho đến suốt cả năm rồi cũng biển cũng làm được, thì nghỉ thì giờ năm nay lại quay lại được 7 tháng rồi là biển lại sạch lại được thì làm được cả họ mua bán cho được thì cũng có đi làm được, và thế là rồi thì giờ đây lại vừa rồi lại mong 8 tháng 4 nay là vừa chăn 1 năm thì họ lại xả tiếp, thì giờ họ xả tiếp thì bên đấy cả họ không mua chứ. Họ không mua cho nên thì cũng giả dân ở đây cũng có đi biển nhưng mà đi một số ít này thôi. Có mấy thuyền đi ấy, về cả không có người mua thôi chứ họ không đi. Những người còn ở lại vẫn tiếp tục làm nghề chài lưới. Dù Formosa vẫn xả thải, cá đánh bắt về không có người mua, họ vẫn bám trụ ở lại. Một câu hỏi không dễ trả lời là tại sao những người ở lại lại không chịu di dời đến khu tái định cư. Điều gì đã níu chân họ nơi mảnh đất này chỉ dành riêng cho khu công nghiệp với những ống xả thải? Đã gần 10 năm rồi, từ ngày họ buộc phải di dời đến khu tái định cư để nhường đất lại cho dự án khu công nghiệp Vũng Áng, mọi thứ đã thay đổi nhiều. Duy chỉ có một điều có lẽ không thay đổi, đó là lòng tin, tình mến và niềm hy vọng. Lòng tin mà họ đã chứng kiến nhãn tiền nơi tượng đài Đức Mẹ Hòa Bình đặt bên cạnh nhà thờ đã che chở bao bọc họ qua cơn nguy khốn như thế nào. Lòng tin là điều không thể lý giải mà chỉ có thể cảm nghiệm được mà thôi. Không phải chỉ từ năm 2015 khi họ thấy những phép lạ mẹ làm ngay trước mắt, mà đã từ những năm dài trước đó, khi nhà cầm quyền Cộng sản đã lùng bắt hại những vị mục tử kiên trung tại vùng đất này. Cánh tay mẹ đã bao bọc tất cả, chở che tất cả, để sự dữ không thể tấn công những con người công chính. Mẹ đã muốn ở lại đây, thì cớ gì họ lại phải ra đi? Một lý giải đơn sơ, nhưng chứa đựng cả một tầm rộng dài cao sâu của những cảm nghiệm đức tin. Được hiện bây giờ cả con được giả sử cả con được Đức Mẹ đứng lại đấy á, là vì chúng con nghĩ kỹ từ thời gian trước cho đến khi cả con có đi khôn nhân dư, là vùng đất này đã được Đức Mẹ là làm phép lạ rất nhiều lần rồi, mà đặc biệt nhất là cái năm 72 á, và sau chiến lên là cái vụ cháy giáo, là được mấy các ba, chỉ có mấy ba thôi, các ba toàn bộ các ba mà đến Cộng sản phải chịu, không hề bắt được cha giáo đó. Nên bây giờ đã có lịch sử là cũng nhờ Đức Mẹ đến chăng
loài người là các ba đã thất thể là được Đức Mẹ hiện ra xua đuổi Satan chạy hết. Bắt đầu đến cái ngày đó là cái ngày đâu chưa chia giải tỏa đến rằng trong một cái mấy ngày giải tỏa là đến giải tỏa nhà giáo nhà dân rồi cũng là cộng sản vào để đem mấy cầu vào để bưng Đức Mẹ đi nhưng cũng không bắn được. Rồi đến hiệp sau là về đập nhà sứ, đập nhà phong, và đập nhà phong rồi để là quay cùng mấy cầu để quay lại để là làm bưng Đức Mẹ và phá khán đài của Đức Mẹ, nói là không làm được. Thì sau đó là nó chịu thua, đã Đức Mẹ đã đứng lại, thì sau khi nó cũng phá được tượng Đức Mẹ này thì nó đã phá vườn cây, phá vườn hàng rào đến một khúc của nhà thơ, là đến một khúc là bắt đầu máy nó từ lấy từ hỏng từ chết, là cuối cùng là sau đó lại bỏ đi hết. Kể từ đó cho đến giờ thì cho con được Đức Mẹ là chuyên môn là Đức Mẹ ở lại đây với cả con. Kể từ đó cho đến giờ là không ai dám đụng chạm đến Đức Mẹ. Chính đức tin đã thúc đẩy lòng mến. Qua biến cố đau thương, lòng mến Chúa và yêu mến mảnh đất quê cha đất tổ chôn nhau cắt rốn lại càng bừng cháy nơi những người ở lại. Dù nhà thờ không còn cha xứ, họ vẫn đến viếng Chúa, duy trì việc đọc kinh hàng ngày. Vì thế, cha chánh xứ dù đã chuyển đến khu tái định cư, hàng tuần lại trở về dâng thánh lễ cho con chiên của mình tại nhà thờ Đông Yên hiện nay. Cho đến hôm nay tháng 4 năm 2018, số hộ dân đã lên 218 hộ và mỗi tuần có từ 3 đến 4 thánh lễ. Và đó là niềm hy vọng vẫn đang thắp sáng vùng Đông Yên. Từ những đống đổ nát, Thiên Chúa lại gieo niềm hy vọng. Từ những thứ tượng trưng như mất tất cả, Thiên Chúa vẫn cho con người thấy những ai tin vào Ngài thì không bao giờ thất vọng. Một cháu chị khác để thấy Đông Yên đang sống trong niềm hy vọng, đó là một hệ thống lọc nước sạch đã được dựng lên ngay trong khuôn viên nhà thờ cũ gần tượng đài Đức Mẹ để cung cấp nước sạch cho những hộ dân đang sống ở đây. Khi xây dựng hệ thống lọc nước sạch này, nhà cầm quyền đã liên tục sách nhiễu và muốn đập bỏ. Nhưng vượt qua tất cả những khó khăn ấy, giáo hộ vẫn làm và vẫn luôn có sự cầu bầu chở che của mẹ. Mẹ Maria Nữ Vương Hòa Bình là tâm điểm của niềm hy vọng nơi đời sống của những người đã ở lại và những người đang mỗi ngày trở về. Hy vọng mẹ Maria sẽ gìn giữ những người giáo dân Đông Yên mong manh bé nhỏ như mẹ đã gìn giữ bao năm qua. Hy vọng trái tim vô nhiễm mẹ sẽ chiến thắng. Hy vọng công lý và hòa bình sẽ sớm đến trên mảnh đất Đông Yên và trên toàn cõi Việt Nam.